Chào mừng mọi người quay trở lại kênh nha. Hôm nay anh em mình tiếp tục leo núi nha cả nhà. Hôm nay trời nắng quá. Hoa nhiều rồi, hoa nữa đây. Mình quay cho cả nhà xem nha. Cây hổ mình nói giống cây kim đồng. Đây hoa đang nữa, đẹp. Chi chít. Bữa bánh đào luôn, coi mà không có rỡ nữa. Không có rỡ nữa, bỏ không có cầm về. Cái này góc nhỏ, đẹp. Xin mà cả nhà. Đỡ thiết đẹp luôn. Trái này đậu trái này. Chùm chùm luôn rồi. Cái mùa kia lên hái xin và ngâm rượu được rồi. Ôi xưa. Buổi đó 4 người khiêng. Buổi khủng bố luôn. Nửa xăng luôn, hết cái xăng luôn, nửa gì nữa. Hôm nay mình chia sẻ cho anh em có ý định sưu tầm sầm về chơi nha. Đó là sầm đột đỏ nè cả nha. Sầm này nó rất là nhiều loại nha. Đây, cái dòng này thì nó được cái lá, nó sẽ không có được cái trái thì nó sẽ xấu hơn một chút. Cây này tự nhiên đó là một loại nha. Đây là bùi lá nào đào rồi, anh nào tính đấy á. Bùi lá tự nhiên đẹp ấy chứ, cây luôn thằng dù đẹp đang đi gốc nhỏ đó. Đó là một loại nha. Đây cũng là một loại sầm rồi nha cây nha. Dòng này khác dòng hồi nãy nha. Chúng đỡ vừa nở này không đó. Khác cái này là cái nó hơi giống thôi. Đây có một loại nữa này, đây gọi là sầm móc này. Sầm rất nhiều loại nha. Đây cũng là một loại sầm này. Sầm lá mịn này, còn loại mịn hơn nữa. Đây nó không biết. To. Không, ông gỡ ra mà ông đạo không nổ. Không ra không? Đây là mịn này. Cái đây đào nổi cho mình giác đúng không? Đây sầm móc này, đây là một loại khác nữa nè. Hoa kim này, không là sầm nha. Hôm nay thì hoa đẹp, trái đẹp luôn. Cái nhà đấy đó, cái dòng này nó cũng rất là nhiều loại luôn. Cái dòng sầm móc này cũng nhiều loại lắm. Đây nè cái nhà, đây cũng là một loại họ sầm nữa nè, nhưng mà khác với các loại hồi nãy nha. Đó, anh em mình xem video xem kỹ nha. Tu qua thì nó sẽ khác, nhìn rất là khác nha. Anh em không? Đây con dòng mịn luôn này. Dòng lá rí mịn này. Đó, con đỏ đỏ này. Nhưng mà nó sẽ khác với cái cây kia. Qua giờ cả nhà xem trái của nó này. Trái nó nằm ở trong thân thôi nha. Trái nó cái dòng này chơi trái không phải đẹp. Nó bị lá gì hết á. Khúc căng thẳng. Nó chỉ được cái bộ lá thôi. Cái bộ này nếu lá thì dòng này cũng đẹp hơn thôi nè. Dòng này cũng lá sầm này khác luôn nha. Đây cũng họ của sầm này, nhưng mà người ta gọi là sim sạn này cả nha. Cùng họ nha. Đây giờ cho anh ngồi nghỉ tí đi nữa nha cả nhà. Ôi vô trời trong queo rồi, cái nắng nha. Hai em bây giờ quyết định chọn cái đây nha cả nhà. Hôm trước hoa nữa tránh cây luôn, quá đẹp, thơm ngào ngạt. Mày lên đây quyết định gần thôi, không đi xa nữa, đi nữa núi thôi. Đang dọn tí đó, mình sẽ cho lại quay lại cái góc cho cả nhà xem. Khóc bộ đế rất đẹp luôn. Tà xả bất tài. Trời khủng không? Tặng đẹp vừa đúng luôn.
Hai anh em đặt xong rồi cây khiêng xuống luôn rồi. Ngu ngơ luôn. Sâu đấy nha. Đây là sâu. Đây là đuôi chuột sâu. Giá này nha. Hoa nó đẹp nha. Đào xuống giờ luôn. Đá sao mà đá. Chá nấy. Đá gơ luôn nha, đá cục cục luôn. Đó, nhập chích lên rồi. Không, đá không, đỡ xuống ngoài đá. Cây này dáng đẹp này. Cái gục đá ra nữa. Cái khó khăn không nói ra được. Không, rỡ chuột nó cứng kinh khủng luôn mà to. Anh đang chén cây rỡ chuột của nó. Phòng tay nha cả nhà. Đá cốt nữa. Đá dăm dăm không. Đục vào chỗ đâm xuống khó thế. Xíu vào đây được ta. Độc quá trời luôn nha. Rỡ không. Đó đi hoài hoàn là coi có cái nào còn hoa. Quay lại cái hoa của nó cho cả nhà xem nha. Hôm trước là trong có mưa á, nó có hoa. Giờ nắng quá nó tàn hoa hết rồi. Nó rừng như này. Bò là lũ xìm. Mà nó độc lũ kia mình đi qua đây. Coi gì không biết. Tên trái. Trái như trồng tiêu luôn. Thì nhìn nó không có đẹp bằng mấy cái cây kia. Xem này kìa. Đào hồi sớm giờ luôn á cả nhà. Đào khá khó khăn. Nguyên cả búi luôn mà chưa xong này. Đọc mặt anh nghe rơi chuột vào dưới mà đá không. Đồ dòng à. Ủa lỗi trò vừa. Ủa lỗi đen thui luôn á. Đó được coi lên căng. Chiều tấu luôn chưa lên rồi. Rồi ăn cái rỡ đâm xuống nha cả nhà. Đá không kệ lâu quá không biết chỗ nào lót hết. Chắc bây giờ là khả năng lên chưa anh? Không. Bét cửa đó mà không lên rồi. À để mình xuống lại phụ tiếp nữa. À còn rối, còn rối, còn rối nó, còn rối nó. Còn rối nó, hả đừng đừng. Lội nó cả nhà, đẹp quá không? Cứng ngắt luôn. Đã lên thiệt đẹp luôn lội này. Uầy dồi, lội nó đẹp. Cái này làm đẹp luôn. Đá. Xả đất nha cả nhà, không không đỡ bầu đâu. Bầu khi không nấu mà dưới lại nó cái gì nó khó nứt rửa nữa. Bà cái đất này nó bó. Còn bò. Đục đẹp vừa lắm luôn cả nhà. Nó trồng đổ luôn. Này giờ đỡ dưới đất mình không thấy. Cái gì mà mình đỡ cái họ có độ cao đổ xuống là rất là đẹp luôn. Nó cần cần đổ này. Rồi, ngồi thấp xuống cho cả nhà xem mà. Mình dựng lại cái thứ đó nha. Thứ đó thì nó đẹp bằng cái thứ kia. Nhưng mà hơ
chuột thớ bay đẹp ghê luôn. Coi quá đẹp luôn cả nhà. Đó, quay sơ nhà cho xem. Đó, nuôi. Cục cục luôn. Coi mình không, anh em mà không biết tên nha. Chứ mà coi đây họ bữa ông nói tên rồi mà mình quên rồi. Cái bông cánh. Hoa ái thơm ghê lắm. Hết mùa bông rồi, không phải đến nay nó mưa. Hết mưa gần hết bông mà bữa nào mưa nó ra nữa, nó ra không biết bao nhiêu mùa mà. Đù, chỗ này đẹp ghê quá, phải ghép hai thằng này. Quá chừng, quá đã luôn. Đầu. Đúng. Mũi luôn, thẳng thét luôn. Yêu, lên núi một buổi đào một buổi nữa là xong luôn á. Giờ tấu luôn mà. À, hôm nay anh em mình xin phép quay video đến đây thôi. Anh em mình vừa cột cái cây khiên, đỡ khiên xuống cho nhẹ nha. Nói chung quá thì cũng hơi nặng á. Mà thay khiên cho anh em khiên cho nó vừa vai. À, dễ dàng hơn. Đó, mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gia đình mình video tiếp theo.